Xin chào anh chị và các bạn. Sáng nay thì tiếp tục cái hương cái lại đẻ tiếp 4 con và cái tỷ lệ là 3 cái một đực. Thì tôi lại nói tiếp về cái chủ đề là nhiều anh em quan tâm, đó là tách cái hương để đôi bộ và để con mẹ có thể sinh sản 3 lứa trên năm. Thì tôi sẽ quay những cái chuỗi video những cái ngày đẻ như thế này để anh em có thể là thấy cái thực tế là chúng ta có thể nuôi tách con ngay sau khi là đẻ ra và không cần phải ở cùng mẹ. Thì để nuôi được cái theo cái phương pháp này thành công thì anh chị em chúng ta cần chú ý mấy cái điều sau. Cái thứ nhất là chúng ta trong cái giai đoạn bầu là chúng ta phải nuôi cái con mẹ nó đủ ngày đủ tháng, và cái hương sẽ sinh sản là 60 ngày. Đến 62 ngày bầu thì sẽ sinh sản. Thì chúng ta cần phải để cho chúng sinh sản đủ ngày thì mới có thể là đảm bảo được cái sức khỏe của con. Đấy là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là cái về cái dinh dưỡng. Thì trong giai đoạn bầu thì chúng ta cần phải bổ sung cho con mẹ những cái đồ ăn giàu chất đạm và dinh dưỡng, bổ sung thêm vitamin khoáng chất cho chúng để chúng có thể là đầy đủ chất để chúng nuôi con. Và tiếp theo là khi mà sinh sản ra thì chúng ta cần biết cái thời điểm khi mà chúng sinh sản. Có những con mà nó đẻ ra mà nó vụng con, mà nó ở cái trường hợp mà nó bị ngạt chết, thì hoặc là bị cái lý do là bị con mẹ nó đè vào, thì hoặc là rơi con, thì khi mà chúng ta phát hiện ra thì nó ở cái tình trạng nó yếu ớt thì nuôi nó cũng rất cái tỷ lệ thành công nó rất là khó. Và khi mà nó đẻ ra cái mà anh em phát hiện ngay mà chúng ta tách con mẹ và chúng ta tách con ra một cái rổ như này thì chúng ta sẽ nuôi được. Khi mà tách con ra thì cái việc đầu tiên là chúng ta cần phải vệ sinh cho cái hương baby như này, bởi vì chị anh em thấy là khi mà đẻ mới đẻ ra thì người chúng vẫn còn rất là ướt. Và cái ướt này nó chính là cái những cái chất nhầy ở trong bụng và dính cả máu và dính cả những cái chất nhờn. Thì chúng ta cần phải vệ sinh cho chúng để chúng được khô ngay, thì chúng sẽ không bị lạnh và thì nó sẽ đảm bảo cho cái việc con cái hương nó không bị lạnh. Và trong quá trình nuôi thì anh chị em cần chú ý khi mà cái con non này nó kêu thì nó có 3 trường hợp xảy ra. Cái trường hợp thứ nhất là nó đói. Nó đói thì chúng ta cần cho chúng ăn để cho chúng không bị đói. Trường hợp thứ nhất là bị đói. Trường hợp thứ hai là do chúng bị lạnh hoặc là bị nóng. Lạnh quá cũng không được, còn nóng quá không được. Lạnh quá thì chúng sẽ ảnh hưởng, có thể chúng sẽ chết. Còn nếu mà nóng quá thì chúng sẽ cứ ướt như này thì chúng cũng sẽ không lớn được. Đấy là về cái yếu tố thời tiết. Còn đối với cái khu vực miền Bắc thời điểm này thì thời tiết rất là ổn định, cũng không nóng và cũng không lạnh, thì khi mà tách ra nuôi ở thời điểm này thì rất là ok anh chị em nhé. Cái tiếp theo là cái phần vệ sinh cho cái con này. Sau 1-2 ngày nuôi trải nghiệm cái con baby này thì tôi nhận ra thấy một điều là khi mà chúng đi vệ sinh qua một đêm thì người chúng rất là bẩn mà hôi, thì chúng ta cần phải vệ sinh cho chúng. Cũng giống như là cái động tác là con mẹ nó liếm cho cái con cái hương con này, thì cái việc mà nó liếm cho con này thì nó chính là cái việc là con mẹ vệ sinh cho chúng. Thì chúng ta cần phải làm cái thao tác đó trong ngày để cho con cái hương nó được đảm bảo cái vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát ở trên cơ thể chúng. Chúng ta không nên để nó quá nhiều cái chất bẩn, chất cặn bã do nước tiểu hoặc là phân, hoặc là do mồ hôi, hoặc do thức ăn trong quá trình chúng ta ăn vương vãi vào cho chúng, thì chúng rất là khó chịu và chúng cũng gây ra những cái bệnh gây ảnh hưởng đến cái vùng da, hoặc là có những con bị ảnh hưởng thì nó sẽ gây ra mù mắt vì nó bẩn và nó sẽ nhiễm trùng. Đấy là những cái điều đấy anh em cần lưu ý. Thì hàng ngày thì chúng ta cần phải thao tác như sau. Khi mà chúng ta tách cái con này ra ở cái ngày đầu tiên thì chúng ta cần phải vệ sinh cho chúng và sau ủ ấm cho chúng, và sau đó là đến cái giai đoạn cho ăn.
Về cái thức ăn ấy thì ở cái video trước thì tôi đã chia sẻ cái sữa và cái men và cái sắt, thì anh chị em có thể xem lại video trước để chúng ta có thể là biết cái cách chọn sữa, chọn men và chọn những cái vitamin khác để cho chúng tránh được cái trường hợp là sau này nuôi lớn lên thì chúng bị bại liệt chân do thiếu chất. Thì nó bao gồm là cả men và canxi, dạng nước sẽ trộn cùng với sữa không đường. Anh chị em có thể xem lại video trước để biết được cụ thể cái sản phẩm mà có thể là đang nuôi cái con cái hương non này. Và tiếp theo là sau khi mà chúng ta cho ăn thì chúng ta cần phải chuẩn bị cái dụng cụ để cho chúng ăn. Anh chị em có thể lựa chọn bằng cái bình bình bú của chó mèo, hoặc là có thể dùng bằng cái xi lanh như của tôi. Đối với tôi thì tôi dùng xi lanh là hiệu quả nhất. Thì sau khi mà cho chúng ăn no thì chúng ta khi cho ăn thì chúng ta cần cho ăn thành nhiều giai đoạn để cho chúng có thể là hấp thu dần dần và chúng không không bị cái trường hợp là quá no hoặc quá đói. Chúng ta cứ cho ăn nhiều bữa. Đối với con non này thì mới sinh ra thì chúng ta cần phải dành nhiều thời gian cho chúng hơn. Và tiếp theo nữa là khi mà ăn xong thì chúng ta cần phải vệ sinh cho chúng. Và chúng ta cũng phải thay cho chúng những cái miếng khăn mới và vệ sinh cho chúng bằng cái cách là có thể tắm cho chúng bằng nước ấm, và sau đó khi tắm xong thì chúng ta lau khô chúng bằng khăn ấm và ủ cho chúng thì chúng rất là sạch sẽ. Trong quá trình chúng ta vệ sinh thì chúng ta lau bằng khăn giấy ướt thì nó cũng được, nhưng mà nó sẽ không sạch sẽ bằng cái việc là chúng ta tắm cho chúng. Thì anh chị em cũng không ngại cái việc là tắm cho chúng, có sợ chúng lạnh không hay chúng chết không thì chúng ta không sợ đâu. Cái con cái hương nó đủ ngày đủ tháng, nó rất là khỏe. Chúng ta tắm thoải mái, chúng ta chỉ cần tắm phần từ cổ xuống là được. Chúng ta cứ tắm cho chúng vào xong ủ ấm luôn, cho chúng sạch sẽ. Khi mà chúng bị cái vấn đề là ướt hoặc là bẩn thỉu ở cái cơ thể do cái phân hoặc là do những cái chất thải dính vào thì chúng rất là khó chịu, cũng giống như con người ta vậy. Cũng khi mà người chúng ta bẩn, chúng ta không được tắm nó cũng rất khó chịu. Thì sau đó là chúng ta ủ cho chúng. Thì đối với con non này thì chúng ta ngày có thể là chia ra làm 2 bữa hoặc 3 bữa, thì tùy theo cái thời gian của anh em. Nếu như có thời gian thì cho ăn 2 bữa, còn không có thời gian thì chúng ta nên cho có thời gian thì cho ăn 3 bữa, mà không có thời gian thì chúng ta nên cho ăn 2 bữa hoặc là 4 bữa. Thì chúng ta cứ chia nhỏ ra từng bữa nhỏ 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 một để chúng ta cho chúng ăn, và chúng ta cho chúng ủ ấm cho chúng là ok. Còn trong quá trình nuôi mà chúng ta thấy chúng bị toát mồ hôi thì chứng tỏ là chúng đang bị rất nóng, thì chúng ta cần phải xử lý chúng. Thì cách xử lý đơn giản như sau: chúng ta sẽ không trùm chăn cho chúng nữa, mà chúng ta chỉ cần giải một cái khăn ấm, khăn ở dưới sàn, và chúng ta cho chúng lên ở bên trên. Trong trường hợp mà nếu như mà những cái con non này mới sinh ra thì cái thân nhiệt của chúng vẫn còn đang kém, thì chúng ta cần quấn kín cho chúng để cho chúng được có cái nhiệt độ đảm bảo gần như là đang được ở gần với mẹ. Thế còn đối với những con mà trong quá trình nuôi một vài ngày mà khi chúng đã phát triển rồi, mà khi mà chúng ta ủ ấm cho chúng bằng khăn hoặc bằng cái gì đó mà thấy chúng toát mồ hôi ra thì chứng tỏ là chúng đang rất nóng, thì chúng ta phải xử lý cho chúng để đừng để chúng bị ướt quá thì chúng sẽ không phát triển được. Và trong quá trình ướt như vậy thì nó sẽ sinh ra là cảm lạnh, thì chúng cũng sẽ dễ gây ra cái bệnh viêm phổi. Đấy là những cái chú ý của anh chị em cần lưu ý khi mà chúng ta nuôi cái baby. Thế còn nuôi thì chúng ta nên phát hiện sớm cái giai đoạn con mẹ nó đẻ, thì chúng ta cố gắng là chúng ta cho một là chúng ta chờ cho chúng đẻ hết thì chúng ta tách một thể, hai là chúng ta có thể là con mẹ đẻ là con nào chúng ta tách luôn con đó cũng được, thì tránh cái trường hợp là rủi ro cái việc là con mẹ nó sẽ đè vào con, hoặc là nhiều những cái con nó sẽ ăn con, hoặc là gặp một vấn đề gì đó để rủi ro cho cái con giống của chúng ta. Thì những chuỗi video về sau tôi sẽ tiếp tục quay những cái đàn mới sinh sản ra và tiếp tục nuôi bộ, và tiếp tục gửi đến anh chị em những cái chia sẻ những cái kinh nghiệm trong quá trình nuôi con cái hương baby khi mà ở cái giai đoạn 0 ngày tuổi đến cái giai đoạn
một tháng 15 ngày hoặc là 20 ngày thì có thể là có thể cho chúng sống độc lập được. Thì anh chị em hãy đăng ký kênh, chia sẻ lên những cái hội nhóm cấy hương, trồn hương để bà con anh chị em có thể là biết được cái hình thức chúng ta nuôi theo kiểu như này. Thì video của tôi đến đây kết thúc. Chúc anh chị em chăn nuôi thành công.